sẽ có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Báo Hàn phát sốt Công Phượng, Messi Việt Nam đến Kalish. Quý vị và các bạn thân mến, Công Phượng xuất sinh dịch trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc khi chuẩn bị ra mắt Incheon United chơi bóng ở k sau màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có mặt tại quê nhà Hàn Quốc, nhưng học trò cưng Nguyễn Công Phượng mới là cái tên được nhắc nhiều nhất trên các mặt báo tại quê hương của ông thầy, được các tuyển thủ Việt Nam yêu quý như người cha. Lý do là bởi Công Phượng chuẩn bị xuất ngoại lần hai và quyết chiến hẳn xuất đá chính ở Incheon United. MT sốt dẻo, một quan chức của câu lạc bộ Incheon United nói qua điện thoại với báo, chúng tôi đang đàm phán với công phượng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức vào tuần tới. Khi thương vụ chuyển nhượng được xác nhận, Nguyễn Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Lương Xuân Trường, chơi bóng ở Kalish và trong màu áo của Incheon United. Công Phượng là cầu thủ nổi bật của tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy không có lợi thế hình thể, nhưng rất tốc độ, phẩm chất kỹ thuật tốt, anh là Messi của Việt Nam. Khiêu News cũng thông tin nóng, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp K League Incheon United chuẩn bị ký hợp đồng với chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng. John H New cho hay, giữa hai câu lạc bộ Incheon United và Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam đã ký thỏa thuận. Hiện Công Phượng chỉ còn chờ cấp visa làm việc tại Hàn Quốc và sẽ ra mắt Incheon United vào tuần tới. Sports Daily đưa tin đến bạn đọc, Nguyễn Công Phượng, chân sút chủ lực trong đội hình của tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị khoác áo câu lạc bộ Incheon United. Công Phượng thuộc quân số Hoàng Anh Gia Lai, chỉ cao 1m68 nhưng hết sức nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tinh tế. Anh là tay săn bàn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng được không ít câu lạc bộ nước ngoài để mắt tới, trong đó có Incheon United và họ đã theo dõi anh trong suốt Asian Cup 2019. Tiền đạo này đã ghi bàn vào lưới Iraq ở vòng bảng cũng như làm tung lưới Jordani tại vòng 16 đội. Messi Việt Nam sắp đến Kailish là tựa đề của Mai Daily cùng nội dung Messi Việt Nam Nguyễn Công Phượng 24 tuổi sẽ góp mặt ở Kailish trong màu áo câu lạc bộ Inter United. Một quan chức Inter United xác nhận câu lạc bộ đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng với Công Phượng và thông tin chính thức sẽ được công bố trong tuần tới. Công Phượng là át chủ bài của đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Chân sút đang thu hút sự chú ý lớn từ các câu lạc bộ lớn châu Á sau Asian Cup đã quyết định tới Hàn Quốc, quê hương của thầy Park để chơi bóng. Và Sport Johnson, Messi Việt Nam Công Phượng đến với sơn Kalish trong màu áo Inter United. Nguyễn Công Phượng là ngôi sao bóng đá giỏi nhất Việt Nam, có biệt danh là Messi Việt Nam, là át chủ bài của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh là thành viên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tiền đạo này cũng ghi hai bàn thắng tại Asian Cup vừa qua. Công Phượng được hy vọng là bổ sung tuyệt vời cho hàng công Intern United. Chân sút 24 tuổi đã chứng minh khả năng của mình trước các đội bóng hàng đầu châu Á tại Asian Cup 2019. nhà nghèo rất mồng tơi công phượng một mình tích cóp xây lại cơ ngơi bề thế quý vị và các bạn thân mến theo đuổi ước mơ gắn bó sự nghiệp với trái bóng tròn nhưng khát khao lớn nhất của các cầu thủ vẫn là thay đổi được hoàn cảnh nghèo khó của gia đình sau nhiều năm theo đuổi sự nghiệp sân cỏ cuối cùng những chàng trai quần đùi áo số cũng gặt hái được chút thành công toàn bộ tiền lương thưởng và các khoản hậu đãi đều được phun vén về cho gia đình ở quê những người con xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó như Công Phượng, Xuân Mạnh hay Đức Trinh cũng đã dám mơ đến ngôi nhà khang trang đàng hoàng cho bố mẹ. Là chàng trai có tài nhất trong đội tuyển Việt Nam, Công Phượng có gia cảnh nghèo khó, gần như nhất đội. Bố mẹ Phượng đều làm nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, lại đông anh chị em nên họ phải vất vả ngược xuôi, làm đủ nghề để nuôi các con ăn học. Ông Bảy và bà Hoa, bố mẹ Công Phượng, làm luôn tay hết ngày này đến tháng khác nhưng cũng không đủ kiếm cái ăn cho gia đình. Đó đến gì một mái nhà đàng hoàng che nắng che mưa. Khi đến thăm nhà công phượng ở một thôn nhỏ ở đô lương nghệ an, nhiều phóng viên bàng hoàng khi ngôi nhà của gia đình phượng lụp sụp, trống trước hở sau, chỉ chờ đổ sụp xuống. Những ngày mưa gió, bố mẹ phượng phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Năm 2014, Công Phượng đã dành dụng tiền lương và thưởng khi đi thi đấu xa nhà, cùng với chút tiền bố mẹ tích cấp và các anh chị gửi về. Gia đình tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng được một ngôi nhà mới khang trang hơn. Mẹ Công Phượng là bà Hoa chia sẻ, ngôi nhà có trị giá khoảng gần 400 triệu đồng, là tích cấp của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua, cũng như đóng góp của con cái, trong đó có cả Công Phượng có căn nhà mới, các thành viên trong gia đình ai cũng mừng vui vì bây giờ, đến mùa mưa bão, đã có nơi trú ngụ an toàn, không còn phải thấp thỏm như trước nữa. Cùng hoàn cảnh với công phượng, Phạm Xuân Mạnh là chàng trai có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhất trong lứa U23. Nhà Mạnh thuộc diện nghèo nhất trong xã Minh Thành, nghèo nổi tiếng thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trang hậu vệ tài năng của sông Lam Nghệ An lựa chọn bóng đá như một cái nghề để có tiền trang trải giúp đỡ gia đình sinh ra trong gia đình có ba người con và là con trai duy nhất. Xuân Mạnh gánh vác trụ cột của gia đình. Năm 2015, gia đình anh chạy vạy khắp nơi để cất lại căn nhà làm chỗ chui ra chui vào, tránh mưa tránh nắng. Nhà mới 40 mét vuông được xây dựng nhiều tiền đi vay và hàng xóm vun vén giúp đỡ. Xuân Mạnh không góp tiền được nhiều cho cha mẹ vì lương ở câu lạc bộ sông Lam Nghệ An không cao. Sau đó, Xuân Mạnh giành thành tích cao ở U23 châu Á, Bao nhiêu tiền thưởng anh đã gửi về hết cho bố mẹ trả nợ. Gia đình thủ môn Tiến Dũng ở một ngôi làng dân tộc Mường thuộc vùng cao ở tỉnh Thanh Hóa, căn nhà cấp 4 ở quê của hai anh em Bùi Tiến Dũng rất giản dị và đơn sơ. Sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam hồi tháng 1 năm 2018, các cầu thủ được thưởng tiền và cũng từ tiền lương tích góp thêm, hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng đã tự đi tìm thợ để sửa sang nhà cửa cho gia đình thêm khang trang, bố mẹ đỡ vất vả hơn. Bà Lê Thị Ngọc Lan, thím của thủ môn Bùi Tiến Dũng tâm sự. Ngôi nhà đang sửa chữa lại là thành quả của hai anh em Dũng và Dũng giúp bố mẹ. Thực ra chúng tôi không muốn xây dựng nhà to làm gì, nhưng anh em nó không muốn bố mẹ vất vả và sống trong căn nhà đã cũ nên tự đi gọi thợ về xây dựng. Hai đứa nó rất có hiếu với cha mẹ và gia đình. Giống như Tiến Dũng, Hà Đức Trinh sinh ra tại xã Xuân Đài, một xã thuộc vùng xa xôi hẻo lánh ở huyện Thân Sơn, Phú Thọ là con trai cả trong gia đình, bố mất sớm, mẹ một mình chân lấm tay bùn nuôi em gái và ông bà nội già yếu. Ước mơ của Đức Trinh là giúp gia đình thoát cảnh nghèo, cảnh khổ. Sau thành công trong màu áo U19 châu Á rồi dự World Cup U20, Trinh được PVF chuyển giao cho SHB Đà Nẵng và ký hợp đồng ăn lương chuyên nghiệp. Với thành tích đạt được trong các kỳ U23 châu Á, ASEAN và AFF Cup và mới đây là Asian Cup, cầu thủ 21 tuổi này tích lũy được một khoản kha khá để có thể hoàn thành tâm nguyện với người bố đã mất, xây một ngôi nhà thật đẹp trên mảnh đất cho gia đình mình. Căn nhà 3 tầng khang trang có diện tích mặt sàn 100m2, được khởi công xây dựng từ sau giải U23 châu Á năm 2018. Căn nhà được các đồng đội treo là biệt phủ giữa núi rừng, nay là món quà anh dành tặng mẹ và em gái, là niềm tự hào của Trinh và cũng là ước mơ của cả xã Xuân Đài. Hà Đức Trinh đã thành tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên cho cả vùng đất miền núi nghèo khổ này, với ngôi nhà khang trang được làm từ tiền kiếm được nhờ bóng đá. Mặc dù không có điểm xuất phát hoàn hảo, nhưng có thể thấy các cầu thủ đã thi đấu không ngừng nghỉ để vượt lên số phận nghèo khó. Giờ đây, người yêu bóng đá Việt Nam không chỉ ngưỡng mộ tài năng đá bóng của các cầu thủ, mà còn xem họ như là những tấm gương vượt khó trong xã hội. Công Phượng là đầu tàu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, sự thay đổi trong tư duy chơi bóng đá giúp Công Phượng liên tục tỏa sáng và trở thành đầu tàu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Sau thất bại tại SEA Games 2017, Nguyễn Công Phượng là một trong những cái tên nhận phải nhiều chỉ trích bởi lối chơi có phần cá nhân ham dê dắt của anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến thế trận của đội tuyển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hối luyện viên Park Hang-seo đã giúp tiền đạo gốc Nghệ An thay đổi rất nhiều. Quả thực, đời thay đổi khi công phượng đổi thay. Một huấn luyện viên tại giải hạng 3 Hàn Quốc tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang lại nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, điều mà ông Park Hang-seo làm được đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Bởi ông Park không chỉ mang về những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam mà có giúp một tài năng tái sinh trở lại. Tại vòng chung kết U23 châu Á, ASEAN và AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để Công Phượng hoạt động như một con thoi chuyển động, giúp kết nối giữa tuyến dưới và hàng công phía trên. Điều này khiến Công Phượng không trở thành ngôi sao của trận đấu, nhưng lối chơi của anh đã giúp những đồng đội phía sau như Quang Hải hay Văn Đức có khoảng trống để tỏa sáng. Một Công Phượng mới được huấn luyện viên Park nhào nặn trở nên đơn giản hơn, công hiến hơn và đặc biệt là rất đồng đội. Điều quan trọng nhất công phượng học được không phải là cải thiện khả năng săn bàn, mà đó là cách anh tư duy chơi bóng. Trên những tư duy được hình thành khi làm việc dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp tiền đạo gốc Nghệ An thi đấu rất hiệu quả và ổn định. Sự ổn định của công phượng đã kéo dài trong cả năm 2018. Dù vậy, thời điểm bùng nổ nhất của Phượng lại chính là vòng chung kết Asian Cup 2019, nơi dòng vàng đã tạo nên chiến tích lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Trên đất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không sử dụng một tiền đạo đúng nghĩa khi đặt niềm tin vào bộ ba Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải. Trong đó, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai là người chơi như một số chín ảo. Việc hoạt động rộng, khả năng chạy chỗ tốt cùng bản năng sát thủ có sẵn đã giúp Công Phượng mang về hai bàn thắng quý giá cho đội tuyển Việt Nam nổi bật là bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Jordani ở vòng 1/8. Pha lập công này còn được nhận giải bàn thắng đẹp nhất vòng knockout Asian Cup 2019. Thậm chí trước một đối thủ mạnh tâm cỡ thế giới như Nhật Bản, Công Phượng cũng thi đấu đầy tự tin khi sử dụng kỹ thuật cá nhân để đột bóng và gây nhiều sóng gió về cầu môn của Samurai xanh sự trưởng thành của công phượng còn được đánh giá cao ở tâm lý sẵn sàng hy sinh vì chiến thuật sẵn sàng ngồi dự bị và chỉ vào xuân khi cần chứ không còn chăm chăm nhắm vào suất chính thức miễn là anh đồng góp cho thành công chung của toàn đội không quá nếu nói công phượng là đồ tàu của thế hệ vàng bóng đá việt nam hiện tại với những quang hải tiến dũng đình trọng văn đức văn toàn xuân trường duy mạnh nhân dịp đầu xuân năm mới cùng chúc công phượng và bóng đá việt nam tạo nên nhiều kỳ tích mới Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay bởi nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.